Hello anh em, mình là Đảm từ kênh Đám Đá đây. Trời lâu quá rồi mình mới nói cái câu này. Thì dạo này anh em cũng biết đấy, tình hình dịch bệnh ở thành phố Hồ Chí Minh tụi mình thì đương nhiên rất là căng thẳng rồi. Muốn mua bánh 20 ngàn thôi mà phải nộp phạt 2 triệu bạn ơi. Đó, ra đường một phát là người ta mất tiền như chơi các bạn. Nên là người ta rất là khó để mà mình có thể săn bánh hay là săn sữa đồ các thứ. Hôm nay ra ngoài tiệm tạp hóa thì thấy người ta bán hai cái lốc sữa Nuvi nè. Đó, hình như là người ta phiên bản mới á, trời, mới hôm trước còn phiên bản cũ mà hôm nay phiên bản mới rồi. Đây, cho bạn coi tổng sơ qua nè. Đó, lát nữa mình sẽ uống thử cái vị này luôn nha. Đó, mình cũng thèm sữa Nuvi lắm rồi. Trời ơi, mua được con lóc cái là tự nhiên dịch bệnh, dịch đồ, không quay được gì hết trơn á. Rồi, đây, để coi coi thẻ này thấy gì đây. Sao, ủa, hai thẻ luôn hả? Quay, ngon vậy. Ui, hai thẻ. Wow, có bị trùng hợp hay là người ta nhầm lẫn gì đây không mà sao tự nhiên có hai thẻ? Một thẻ này là phiên bản cũ, còn thẻ này là phiên bản mới nè. Đó, gì đây, thẻ đổi quà Nuvi bi bóng 7 biến hình 20 thẻ, hình như là thú nhồi bông. Còn đây là áo Nuvi 30 thẻ, đồng hồ thông minh 40 thẻ, còn một thẻ vàng. Wow, có thẻ vàng hả? Ván trượt siêu tốc 50 thẻ, còn một thẻ vàng. Ui giời ơi, mình thèm cái này lắm bạn ơi. Đó, để coi thẻ gì đây. Wow, đây một con nhân vật đây. Con này tên là Mùi Mùi ha. Đây, chỉ số sức mạnh đồ ghi ra đây hết, bạn đọc đi nha. Huyền thoại cấp 1, huyền thoại cấp 2. Oh, được đấy, được đấy. Chiếc sừng kim cương thon dài lấp lánh tô điểm thêm cho vẻ ngoài điềm đạm và chững chạc của Mùi Mùi. Đỉnh, đỉnh, đỉnh. Rồi, theo như mình suy đoán thì chúng ta phải sưu tập đủ 20 cái thẻ kiểu như vậy đó thì chúng ta sẽ đổi được một con thú nhồi bông đó. Nhưng mà thôi kệ đi, mình cũng không biết mình có săn hay không nữa. Còn đây, thẻ này chắc là thẻ phiên bản cũ rồi. 1, 2, 3. Cấp tiến hóa 3. Trời ơi, phải huyền thoại hả? Đây, quan chỉ số gì mà kinh khủng vậy. Có khả năng di chuyển rất nhanh và trói chặt đối phương bằng chính đuôi. Thống trị cung điện mây mão chính đuôi là một trong những linh thú mà Vi quyết tâm thuần hóa. Trời, mình để cái này xa quá bạn nên là hơi khó đọc xíu ha. Đây, 5 sao hết. Ủa mà sao không thấy con quái thú nào 4 sao trơn ta. Rồi, một lốc 2 thẻ. Vậy tổng cộng là 2 lốc mình sẽ được 4 thẻ. Quá ngon luôn. Bữa trước mình đi đổi cái gì ta, cái bình nước cool lại cái ba lô cool. Không biết giờ ngày người ta giao đến chưa. Chừng nào người ta giao đến thì mình sẽ gọi là unbox review luôn cho các bạn nha. Rồi, 2 thẻ. Thẻ này cũng như cũ rồi. Đây, lật. Wow, được một cái dụng cụ gì nè. Gắn tay hả? Ở ngoài gắn tay thần kỳ. Bảo bối công nghệ của Nu làm bằng hợp kim vô cùng rắn chắc, cản được mọi binh khí, là bản điều khiển mọi bảo bối của Nu, công dụng vô hiệu hóa thẻ hỗ trợ của đối phương. Đẹp đấy, đẹp đấy. Các bạn có thể scan đây để mà đi chơi game ha. Rồi, thẻ thường lắp. Wow, nhìn đẹp vậy. Hóa thiên, cấp tiến hóa cấp 3. Trời ơi, chỉ số kinh khủng các bạn ơi. Đây, đọc cho bạn coi nè. Lửa nóng ngàn độ của hỏa thìn có thể đun chảy và thiêu đốt vạn vật, thống trị hồ lúa mạch ca cao. Hỏa thìn là một trong những linh thú và mà Quy quyết tâm thuần hóa. Ok, ok, được đấy, được đấy. Rồi, tổng kết lại hôm nay mình đã mở được 4 thẻ nha. Đây. Đó. Ok, nếu các bạn thấy clip hay nhớ like, share, subscribe nha. Mình sẽ ráng chờ cái ba lô lại cái bình nước cool người ta giao về, giao tới đây rồi mình mới quay review được bạn ơi. Chứ không biết giờ Covid-19 người ta có giao được hay không. Bên cửa hàng vẫn chưa liên hệ gì với mình nha bạn. Mình chịu. Thôi, chừng nào có thì mình sẽ thông báo cho bạn. Còn giờ thì bye bye.